được mang tên Bí mật của nàng. Và bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem là cuộc sống cá nhân của hai cô gái ngồi ở đây thông qua cái chiếc điện thoại của mình sẽ như thế nào. Tụi em cho anh xin phép nhà mượn cái chiếc điện thoại để bàn cố vấn coi nha. Xin mời anh chị coi gì, coi đi hình ảnh ha. Dễ thương quá nè. Ôi, chó nhà em hả em? Dễ thương. Dạ không ạ, không phải chó nhà em mà chó nhà bạn. Em thích chó lắm hả? Dạ đúng rồi. Mà nhà em có nuôi chó không? Dạ nhà em có. Có đồ ăn quá trời nè anh Cương. Em cũng có tâm hồn ăn uống quá hả? Dạ đúng rồi ạ. Chả giò. Dạ. Mực. Ôi trời ơi, đang đói bụng nhìn thấy này thèm quá. À hình này hình gì đây nè? Hình em đi thi ạ. Em đi thi gì? Thi gì? Dạ em đi thi cuộc thi Miss đại sứ sinh viên. Rồi em đọc giải mấy? Dạ em vào top 10. Em thi cái này lâu chưa? Dạ cũng mới. Before và after sau khi xài xong mỹ phẩm Hương Thị. Dạ trời ơi cảm ơn. Sao làm được vậy vậy em? Cũng có động lực hết á. Tại vì hồi khi xưa là em vừa bị bệnh mà kiểu như không có được xinh đẹp lắm, xong rồi bị người khác coi thường, xong rồi em quyết tâm thay đổi. Không nhận em vô làm hay là nói thẳng vô mặt em? Dạ không phải là không nhận em vô làm mà mọi người nói là ừ cái con này nó hay bị bệnh lắm, đừng chơi với nó, hồi nữa nó té ra nó xỉu, kiểu là mọi người tẩy chay em vậy đó. Lúc này em mấy tuổi? Dạ khi đó là em học cấp 3. Thậm chí là mấy bạn còn mang em ra cho làm trò đùa, y như kiểu là mấy bạn chơi với em là để tăng cái vẻ đẹp của mấy bạn lên. Sau đó rồi mấy bạn kiểu tán tỉnh cưa cẩm mà kiểu giả bộ á. Nên từ đó em không có thích quen một người nào đó. Em cảm thấy là bị đùa giỡn. Cảm thấy bức xúc khi mà bạn nói là có nhiều bạn gặp ghẹo mình và cua mình, tán tỉnh mình, nhưng mà họ đang ghẹo mình chứ không phải là họ thật lòng á, làm cho bạn không còn tin tưởng vào cái tình cảm của đối phương đem lại nữa. Tình hình sức khỏe của bạn cũng đã thay đổi theo thời gian không? Cả dạ bây giờ em hết bệnh rồi. Dạ ổn rồi. Thế thì bây giờ mình phải tự tin hơn đúng không? Mình chờ dạ, đợi rồi. Xem là bây cái giờ chàng trai mình ấn tượng ngày hôm nay xem là chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào. Thôi bây giờ qua bên này đi nè, nôn nóng coi ba con mèo kia của bạn này quá. Bên cái con mèo đây đó. Con mèo nè. Wow đẹp quá. Con mèo này là em đang giữ lại hay là con bạn mèo em? Này là em giữ lại trong nhà em đó. Trời ơi. Tội ngủ kìa. Quá đẹp luôn. Bạn ơi. Thật sự Huy Khánh không có thích mèo lắm nhưng mà nhìn em mèo này cảm thấy rất có thiện cảm. Thấy dễ thương đúng không anh? Trời ơi cưng quá. Nó nhiêu tuổi em? Nó 4 tháng tuổi. 4 tháng. Lộng hành bả vô tủ lạnh hả luôn. Trời ơi cưng chưa. Lên ngăn đá luôn. Rồi có bưng ra ngon không? Ghét. Em bỏ nó vô hay nó tự leo lên nằm? Nó thích tủ lạnh lắm chị, nó cứ chui vô hoài hả, mỗi lần mở tủ lạnh nó chui vô. Vậy mình phải vệ sinh lại cái tủ lạnh. Dạ, phiền quá. Mỗi tuần em phải vệ sinh tủ lạnh. Rồi đi. Góc nọng này đẹp nè. Trời ơi xinh quá. Trời ơi. Em hình như em có làm nghề MC đúng không? Dạ, đúng rồi, MC của trường em là chính. Ai hướng cho em cái nghề này? Nó là một biến cố của em để vô cái này. Hồi đó là lớp 11. Thì trường em nó là tổ chức kỷ niệm thành lập trường và kỷ khai giảng luôn. Thì thầy em mới mời em con ơi con lên những chương trình đi. Thì em chỉ nghĩ rất bình thường thôi là em lên những chương trình. Nhưng mà phản ứng của nó thì không như em mong đợi. Giống như là các bạn nói là em là một bình hoa di động, em chỉ biết em đẹp thôi mà em không có không có tài năng gì hết, mà giọng nói của em thật kỳ khó nghe, là tại sao là MC làm gì, đừng có làm MC nữa. Em bị stress một thời gian rất là dài. Mấy em này tuổi trẻ mà, cho nên khi mà va chạm á tự nhiên cứ nghĩ là bản thân mình chưa có toàn diện, hoặc là ai nói diện cái hay giống như là mặc cảm cho bản thân. Thật ra làm MC không nhất định phải có giọng nói hay đâu. Mình có thể truyền cảm, hoặc mình có duyên trên sân khấu, hoặc cũng có thể là mình lanh lợi thì cũng đã lấn át được những chuyện kia rồi. Giống như hồi xưa khi mà Huy Khánh vừa mới tốt nghiệp trường sân khấu, lúc mà còn đóng kịch ở sân khấu của chị Hồng Vân cùng với chị Việt Hương. Đó là chị mới ghẹo Khánh nãy. Lúc đó gia đình, hàng xóm, bạn bè cứ nói là trời ơi cái giọng mày sao mà đi đóng phim được, nói chuyện kỳ cục lắm, đừng có nói mất công người ta cười, thì mình nghe cái đó mình buồn lắm. Và Khánh còn không được thoại. Không được thoại gì hết. Hương đóng vai chánh, Khánh chỉ đóng vai chạy Honda, chạy ngang cái vèo hết, kiểu như bim 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 chánh ra cũng không được thoại luôn. Đến nỗi mình bị ám ảnh, cho nên có những câu thoại mình không dám nói, mình chỉ diễn hình thể thôi. Nhưng mà từ từ mình nghĩ nếu cái nghề diễn viên mình không nói chẳng khác nào mình đi diễn kịch câm.
Cho nên từ từ cố gắng mình phải tập cách nào đó mình nói. Nếu có dở thì mình phải nói sao cho nó có tình cảm và nó truyền cảm được tới cái người nghe hay nhất. Bản lĩnh lên không có. Đúng rồi, mình em không có gì phải buồn hết. Giống như anh thấy không, nhiều người chồng anh ế á, thấy không, họ cười vui thoải mái, tối về anh khóc thầm. Trời ơi, thiệt. Tưởng đâu truyền cho người ta sự mạnh mẽ, ai về tối khóc thầm. Có nghĩa là một cái chuyện mà đã xảy ra xong rồi, khi mà nhắc lại á, như kiểu là bao nhiêu dồn nén mấy lâu của mình, cái nó bộc ra. Còn bây giờ thì quen rồi, đúng làm em như vậy nữa chắc khó lắm. Thôi vui rồi, vỗ tay cho hai bạn rồi. Mình sẽ chuyển điện thoại lên cho hai chàng trai ở trên kia để khám phá xem hai cô gái này như thế nào nhé. Xin mời hai chàng trai. Các bạn phải suy nghĩ đắn đo, cho nên là chúng tôi sẽ dành cho các bạn trẻ ít phút. Còn quý vị khán giả hãy nghỉ giây lao nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất của chương trình. Xin mời hai cô gái bước lên trên để chúng ta cùng gặp gỡ hai chàng trai ngày hôm nay nhé. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ hai chàng trai. Xin mời. Chỉ được ngắm ở đằng sau trước thôi. Bây giờ các bạn nói cảm xúc tí xíu nha. Đầu tiên, dạ là em cũng rất là thích con gái tóc dài. Thích gì nữa không? Câu chuyện của em. Câu chuyện mà em chia sẻ. Cảm xúc của thầy như thế nào? Rung quá, rung hơn đứng trên lớp học nè. Nhìn phía sau thôi đã nhìn đã thấy cảm thấy rất là đẹp rồi. Rất là dịu xinh rồi. Vừa rồi ngồi trong kia nghe hai bạn khóc nữa là muốn rụng tim luôn. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa? Bạn sẽ có 10 giây để quyết định xem có gọi cho cô gái này hay không nha. Và 10 giây bắt đầu. Khi mà mình ngồi trong đó, mình nghe bạn đó chia sẻ, mình thấy bạn rất là nhạy cảm, rất là dễ khóc. Mình sợ là cái sự lâu rồi mình chưa gần một cô gái như vậy thì sợ là không sẽ làm cho cô ấy vui nhiều được, mà lỡ cho mấy cô khóc nữa thì mình rất là sợ những giọt nước mắt như vậy. Mình rất là tôn trọng ý kiến của bạn nhưng mà cảm thấy bạn hơi bị tự ti quá không? Đúng ra là khi mà đứng trước cái tình cảm á, nói chuyện với con tim của mình thì nó sẽ khác. Bước ra đây các bạn sẽ là bạn rồi, không chừng các bạn quen nhau sao? Hai bạn hãy quay lại nhìn nhau để chúng ta bắt đầu một tình bạn. Biết đâu sau này chúng ta có thể tiến xa hơn nữa trong tình bạn này, đúng không nào? Rất cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc cho hai bạn thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn hai bạn. Không quyết định gọi điện thoại cho cô gái của mình vì tôn trọng cô gái ấy. Còn bên đây thì nãy giờ là chàng trai của bên em cũng bối rối lắm. Cầm điện thoại ra rồi tắt đi, rồi mở lên rồi tắt đi. Không biết như thế nào đây, chúng ta chỉ có 10 giây thôi nha. Ngắt cái lá yêu không yêu. Yêu không yêu. Hết pin. 10 giây. 10 giây dành cho bạn, bắt đầu. Hôm nay em sẽ là người hạnh phúc nhất. Dạ, anh có gì muốn nói với em không ạ? Anh chỉ muốn bước lên ngay bây giờ thôi. Em chỉ có một câu duy nhất muốn nói với anh thôi là em thích kẹo và thích cả anh nữa. Trời. Nhìn nhau. Nói với nhau câu gì? Cho anh nắm tay cái nào. Cho nắm tay. Ra đây xong cái quéo hết trơn à. Đó bây giờ mình múa một cái thôi. Mạng, đúng rồi, đúng rồi. Anh nói lên mạng đâu rồi. Múa nhảy rồi. 2, 3. Đó. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Và xin mời ban cố vấn của chúng tôi sẽ lên đây trao cho hai bạn cặp đôi đã chung tần số trong chương trình này.
một cái cúp lưu niệm là hình trái tim bằng thủy tinh rất là tuyệt vời đến từ chương trình. Đây là cái tim bằng thủy tinh, mong là tụi em giữ nó tới ngày mà tụi em cưới nhau thì để lên cái bánh nha. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trong tuần này. Và chúng ta có thể nhận thấy một điều, đôi khi sự tôn trọng là quan trọng nhất. Đừng quên đồng hành cùng với chương trình vào lúc 21:40 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Công ty Truyền thông Vi thực hiện. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.